Khi ta cảm nhận được mẹ địa cầu, ta nghe tiếng rên rỉ đau đớn của mẹ. Mẹ thở hổn hển và nói với các con ơi, ta không biết khi nào ta sẽ nổ tung. Các con đã áp đặt quá nhiều thứ lên ta khiến ta đau đớn. Những năng lượng tệ hại này đang đẩy ta đến bờ vực sụp đổ. Nhưng ta vẫn muốn giữ các con. Các con có bao giờ thấy một người mẹ phàm trần, khinh thường những đứa con nhỏ nghịch ngợm và ngu dốt của mình chưa? Chúng chạy khắp nơi và làm bừa bộn trong nhà. Dù mệt mỏi đến đâu, mẹ vẫn tự ráng lê chân khắp nơi để sắp xếp mọi thứ cho các con ăn uống và vui chơi. Đối với ta, các con là những trẻ nhỏ cần được chăm sóc. Hầu hết con người không nhận ra rằng ăn thịt là giết chết anh chị em của mình trên địa cầu. Hãy nghĩ mà xem, địa cầu có thể mong đợi được đối xử như thế nào, giết anh chị em của mình để ăn. Trong vũ trụ, tâm thức của tinh cầu càng cao thì sẽ càng phi thường. Nếu các con sống một đời sát sinh lừa dối và lạm dụng lẫn nhau, các con sẽ không thể tiến tới một lối sống cao đẳng hơn. Bởi vì tâm thức của các con tương ứng với một lối sống thấp kém hơn. Thân ta quá bất an, năng lượng của ta đau đớn đến mức ta muốn vặn vẹo. Da ta co giật và thân ta run rẩy. Khi ta không thể tránh rúng động, nó sẽ gây ra động đất ở mọi quy mô. Nếu các con tiếp tục lạm dụng ta như thế này, ta có thể sẽ không thể chịu nổi nữa. Và ta sẽ có một cái trở mình lớn, đó sẽ là một thảm họa. Nếu ta hôn mê hoặc rơi vào tình trạng tồi tệ hơn, thảm họa sẽ không chỉ ở mức độ này thôi đâu. Rồi bà nhìn về phía xa, như thể đang nhớ lại điều gì đó. Ta nhớ rằng cách đây rất lâu, ta đã trở mình nhiều lần, và kết quả là bề mặt địa cầu bị hủy diệt. Ta phải loại bỏ côn trùng trên thân ta và loại bỏ năng lượng ô uế, nếu không ta sẽ không thể sống sót. Bây giờ dường như thời khắc đó lại đang đến rất nhanh. Mặc dù một đại minh sư, sư phụ của con, Ngài Thanh Hải của Thượng Sư đang tại thế và Ngài đang cố gắng chuyển tình thế, nhưng ta không biết Ngài có thể duy trì được bao lâu. Suy cho cùng, nếu con người không hợp tác thì việc trì hoãn sự hủy diệt chỉ là trì hoãn thời gian và không giải quyết được vấn đề. Trọng tâm của vấn đề vẫn nằm ở tâm thức con người. Nếu con người sẵn lòng cưỡi trên làn sóng thăng thiên của vũ trụ và chuyển sang với ăn thuần chay, thì ta sẽ có khả năng thực hiện một bước nhảy vọt lớn và mọi điều kiện trên địa cầu sẽ được cải thiện ngay lập tức. Nhưng nếu con người chỉ muốn bám theo con đường cũ và mong người khác thay đổi giùm cho mình, thì các con có thể thấy trước rằng các con vẫn sẽ đi xuống con đường hủy diệt trong tương lai.